Vip.com xin chào bạn với tiêu chí kinh doanh phụ sự đến dẫn đầu, shop xe đạp thể thao Vip, shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, xe đạp đua huyền thoại từ hãng Twitter, shop đã nhập về ngập kho, đủ model, đủ màu, nhiều cấu hình, nhiều mức giá để bạn lựa chọn. Và trong video này, shop đang giới thiệu tới bạn, đây là những chiếc xe đạp đua Twitter T10 Pro bản 2021, sử dụng bộ chuyển động Shimano Tiagra 4007 được sản xuất tại Nhật Bản. Shop đã nhập về đủ size, có size 46, 48 và có đủ màu. Hiện nay là đang có 8 màu, bạn nha, 8 màu. Twitter T10 Pro có 8 màu đây, sử dụng bộ chuyển động Shimano Tiagra 4700 của Nhật Bản, có màu đen đỏ, màu đen vàng, màu ghi mắt Toyota, màu xanh đen, màu cam đen, màu bạc titan và màu rất là mới, đây là màu semen, đây là màu đất sét, đây là màu xanh ghi, và màu rất mới phát triển từ năm 2021 từ hãng Twitter, và màu cuối cùng là màu trắng đỏ. Và từng màu sắc shop sẽ làm review chi tiết để bạn thích màu nào, bạn xem chi tiết được màu đó khi đến với shop xe đạp thể thao Vip chúng con mua xe đạp online. Và với xe đạp đua Twitter thì shop đã nhập về có model T10 Pro và Thunder, xe đạp đua sử dụng phiên bản khác nhau, có bộ chuyển động Shimano Tiagra 4007 shop đang giới thiệu trong video này, có Twitter T10 Pro sử dụng bộ chuyển động Shimano 105 R7000, có Twitter Thunder sử dụng bộ chuyển động Shimano R3000 Sora, có Twitter Thunder sử dụng bộ chuyển động Shimano 105 R7000, và rất đa dạng về kích cỡ, có size 46, 48, 50, có rất nhiều màu sắc, có những như Twitter T10 Pro sử dụng 105 R7000 có 10 màu, và T10 Pro Tiagra có 8 màu, hay Thunder có 7 màu, có size 46, 48, 50 và rất đa dạng về kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc và cấu hình, và có nhiều mức giá rất phong phú để bạn lựa chọn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, shop giới thiệu chi tiết và bán tới bạn xe đạp đua huyền thoại từ hãng Twitter, Twitter T10 Pro bản 2021 khung cản cọc in mặt bòn, và đang được trang bị bộ chuyển động Shimano Tiagra 4007 20 tốc độ, bộ chuyển động Shimano Tiagra được sản xuất tại Nhật Bản và bản mới nhất 2021 sử dụng bộ chuyển động Shimano Tiagra 4007 20 tốc độ với khung cản cọc in bằng carbon, sử dụng sợi carbon nano, công nghệ EPS technology và kiểu thiết kế khung được hãng Twitter phát triển rất lâu và ổn định. Twitter T10 Pro được sở hữu một bộ khung rất là bắt mắt, rất đẹp và thiết kế thì tuyệt vời luôn, từ khung cản đến cọc in, đến yên, đến tay lái, đến vành chắn gió là thiết kế khí động học. Và đây là bản 2021 vô tăng tay lái bằng hợp kim nhôm, tay lái được thiết kế theo dạng cánh, toàn bộ cáp được âm trong tay lái và âm trong khung, phanh sử dụng phanh chống bó bóp nhà rất nở đều luôn, có cần găng để thay đổi nhanh độ căng của cáp để khi bạn có nhu cầu thay đổi tư thế bóp phanh. Tay đề Shimano Tiagra 3-trong-1 phanh lên nít xuống nít, và tương tự như thế bên tay trái là điều khiển đĩa lên đĩa xuống đĩa và phanh sau. Phuộc bằng carbon của hãng Twitter, và bản 2021 thì cũng được sử dụng cặp bánh vành bánh của hãng Mitsubishi mới nhất hiện nay, tem phản quang để bạn thấy này, khi có ánh sáng chiếu vào chiếc Twitter T10 Pro này thì những cái màu phản quang đa sắc hiện lên rất là đẹp, với vành nhôm hai lớp cắt sân si bằng nhôm cao 4cm, nan hoa bằng thép và sử dụng cặp Meyer bằng nhôm cắt CNC và sử dụng bi bạc đạn rất trơn và trớn. Lốp sử dụng lốp của hãng Innova Pro 700x25C và tiêu chuẩn của xe đua. Và như shop đã chia sẻ giới thiệu với bạn, bộ chuyển động Shimano Tiagra 4007 được sản xuất tại Nhật Bản đang được trang bị cho chiếc Twitter T10 Pro này gồm 3 món, đó là tay để lắc Shimano 1 Tiagra 4007, gạt đĩa Shimano Tiagra 4007, gạt lip Shimano Tiagra 4007 và điều khiển lip thả 10 tầng của hãng Sơn Sa. Xích sử dụng xích SUMC cùng với bộ đùi đĩa bằng nhôm của hãng Retropic Lưu Sa, trục rỗng
bằng nhôm 7075 cắt CNC. Bộ đùi đĩa này là 34/50 gram. Và bộ đùi đĩa này đa năng, chạy mọi địa hình, đường bằng, đường dốc, đổ đèo đều rất là phù hợp và ok. Bộ chuyển động chạy rất êm, nhịp nhỏ, rất to. Và với Peter Tomorrow, đây là chiếc màu bạc titan, rất đẹp, rất đẹp. Bạn còn câu hỏi nào thắc mắc về chiếc xe đạp đua Peter Tomorrow này, hãy liên hệ trực tiếp với Quốc xe đạp thể thao Peter qua số điện thoại hotline 0983315936 đang hiện trên màn hình. Shop sẽ trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của bạn, báo giá chi tiết từ bạn, chương trình hiện tại, thời điểm hiện tại của chiếc Peter Tomorrow này, và sẽ có người mang xe đến tận nhà cho bạn, không cần phải đi đâu xa, đến với shop mua được xe tốt, giá tốt. Shop luôn có đủ xe, đủ size, đủ màu của rất nhiều thương hiệu xe, đủ chủng loại từ xe đua, xe địa hình, xe touring, xe nam, xe nữ, xe gấp, nhiều cấu hình, nhiều mức giá, nhiều màu sắc, nhiều kích cỡ, rất đa dạng. Và với Peter thì shop đang có rất là nhiều model cùng với nhiều cấu hình khác nhau, nhiều mức giá khác nhau, rất đa dạng để bạn lựa chọn. Vâng, một lần nữa cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao Vichung Com vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.